Ok anh em nhá, thì đây là cái đường mình đi xuống sân bay nhá anh em. Mình chuẩn bị lên kiểu mình mua vé các thứ, mình làm thủ tục rồi mình đi lên máy bay nhá anh em. Đây là lúc bọn mình ngồi chờ máy bay nhá. Đây quả mọi người, quả dừa cute không mọi người? Trời ơi, nhìn cute đáng yêu chưa? Đây là lúc mình chờ máy bay với Hinsi và VT nhá mọi người. Đây chỗ này đẹp lắm mọi người ạ. Ai mà chụp ảnh chỗ này bảo xịn luôn. Đây VT mọi người ạ. Bây giờ mình đang có mặt trên máy bay nhá. Mình đang ngồi bên ghế này nên là mình không thể nào quay ra cho mọi người xem được á. Mọi người thông cảm nhé, bên đây là có Hinsi nè mọi người. Đây mọi người, chào mọi người cái coi. Bây giờ mình sẽ ngồi, mình chờ xuống máy bay để mình gặp tất cả mọi người luôn. Đây là lúc mình xuống máy bay nè mọi người, mình chưa biết gì luôn á. Kiểu nó lạnh lắm mọi người. Bốn bên là kiểu là gió quá trời luôn á. Bây giờ mình vẫn chưa phát hiện ra Quỳnh. Đấy lúc này mình có phát hiện rồi nè, mình mới vứt cái vali, mình chạy lên mình ôm, mình chạy không kịp mấy mọi người. Rồi cảm giác này nó hít sao ấy mọi người. Kiểu nó, bây giờ lần đầu tiên mình gặp kiểu nó, mình thấy hạnh phúc quá mọi người ơi. Và đây là lúc là cả team của mình chuẩn bị đi xuống để đi kiếm chỗ ăn á mọi người. Kiểu hức vậy rồi giờ đi kiếm chỗ ăn á mọi người. Đấy bây giờ phải chờ xuống chỗ ăn mà mọi người kia xuống hết rồi, bỏ bọn mình trên đây nữa mọi người. Chỉ còn hai người thôi, bây giờ là phải đợi đi xuống dưới xem có cái gì. Hoặc là mọi người sợ mọi người đi trước rồi bỏ bọn mình nó lại đây luôn rồi mọi người. Buồn vãi. Chỉ còn mỗi mình với Quỳnh và cameraman thôi mọi người ơi. Mọi người thấy nào, riêng mình thấy mấy Quỳnh cute quá mọi người ạ. Rồi này bây giờ là chờ thang máy đi ra này mọi người, lâu quá mọi người à. Kiểu nó xuống tới tầng 1 ấy mọi người, nên nó lâu quá. Hay giờ này mà lạnh 8 độ C mọi người, rất là lạnh luôn. Đấy này mọi người, xuống bây giờ này. Ôi dồi ôi, mình ra mình thấy có trời lạnh rồi mọi người à. Kiểu nó mưa mọi người. Đấy mọi người xem đi, trời nó ướt hết rồi, mưa nó kìa. Nên là chả biết bây giờ phải làm sao này, mưa rồi mình cũng lười đi đó mọi người à. Bây giờ mình sẽ đặt một cái chiếc xe để mình đi là chỗ mọi người luôn nha. Chứ bây giờ mà chờ nó thì rất là lâu nhé, mưa to vãi anh em à, không biết như nào luôn. Hay khổ ghê chưa. Và mình cùng với bé Quỳnh đang ở chỗ xem phim nha mọi người. Ôi dồi bé Quỳnh cute phết luôn kìa. Ôm người yêu như này mới ấm không nhờ, trời Hà Nội lạnh vãi anh em à. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi với bé Quỳnh đi mua vé xem phim nha. Không biết mọi người xem phim gì chưa nhờ, mình thấy quen với Yun Mew ôm ôm người kia. Đang đi xem phim. Đang xem phim đúng không? Đây đây là cặp đôi. Cặp đôi như mèo và con mèo. Chào mọi người đi. Chào các bạn nha. Chào các bạn đang xem. Nhớ like đăng ký kênh con. Đồ quen cáo luôn. Đó luôn à. Thì lúc này ở trong đây nó lạnh lắm mọi người à. Nên là phải nắm tay ôm mấy Quỳnh để cho bớt lạnh đó mọi người. Thì cũng dán cũng lạnh lên lạnh. Đấy phía sau còn rất là nhiều người luôn, quen con nữa nè mọi người à. Bây giờ quen con gặm mồm một cơm chó cay hơn luôn ấy. Bây giờ mình sẽ cùng mấy Quỳnh đi mua vé cho mọi người xem phim nha. Trời ơi, thích thú quá mọi người à. Kiểu ôm mấy Quỳnh hạnh phúc lắm. Bây giờ mình sẽ mua vé nha. Đây này, đến chỗ mua vé rồi nhưng mà không biết có bán vé không nhỉ. Lúc đầu thì mọi người xem phim kia nhưng mà do không đủ tuổi nên là không cho xem mọi người ơi. Hay là xem bộ phim mới rồi nên là bây giờ mình sẽ vào mình đặt vé cho mọi người vào xem phim nha. Lúc này thì mình với Quỳnh đang lay hoay nha mọi người. Chưa biết nên mua vé như nào mà thấy mà sao đứng chờ quá trời luôn, chả biết xem phim gì luôn á mọi người. Khổ ghê chưa. Thì đây nè, bây giờ mình mới bắt đầu mình mua vé này. Đang quen con và Yumeo nè mọi người ơi. Trời ơi nhìn kìa, nhìn họ kìa, trời ơi nhìn nhau. Hạnh phúc chưa. Ok mọi người, thì mình đã mua xong bỏng với Pepsi này. Mình mua con gấu bông cho bé Quỳnh nha mọi người. Mình đáng yêu không, bé Quỳnh ngoài đời đáng yêu lắm mọi người ơi. Đấy bây giờ mình sẽ bắt vào dẫn mọi người đi vào xem phim nha. Mình VT cứ chỉ vào camera mình hài vãi neo à. Trời ơi. Ok nha mọi người, bây giờ mình sẽ đi xem phim nha. Còn gì sướng hơn không. Đấy xem phim cùng yêu là sướng nhất đấy mọi người à. Đây lúc mình với Quỳnh đang đi lên cầu thang để đi lên phòng xem phim nhé mọi người. Đấy có quen con rồi trước và giúp mail rồi trước này mọi người. Phía sau mình là cameraman nhá, quá xịn sò luôn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị vào xem phim không người ơi. Kiểu lần đầu mình đi xem phim ở chỗ này nên mình chả biết cái đường nào luôn á mọi người. Khổ ghê chưa. Đây là chị của bé Quỳnh nha.
Ôi dồi ôi, quen con cứ kìa, đi kìa, Gmail cứ đi trước mà quen con đi luôn mất tiêu rồi sao. Có bạn của chị Gmail nữa là Gmail hơi chịu, Gmail hơi ngại em, không hiểu như nào. VT cái chị đi dễ vào khó chịu chưa. Đây mọi người, cuối cùng mình cũng đã vào được xem phim rồi mọi người. Rồi sẽ tiếp tục review cho bạn cái chuyến đi vlog ngày hôm nay. Đây là lúc đói bụng quá nên là vào nhà hàng ăn như này đó mọi người. Đây là idol sinh quý, ít 500 tài sản. Đây là Vũ Anh Quang, đây là Quang Minh nha. Ông Trùng An Giang. Cút đi. Đây là mẹ Quỳnh MF, bà chủ tất cả kênh. Xu Huy đang ngáo anh em, cảm. Bóng hốt đi em ăn đi. À, dưới cái nào. Nào, ui dồi đi. Ừ. Rồi. Ơi, cẩn thận đi. Nào anh em cắt cho bé Quỳnh em review cái nào. Cái to đi. Mới gầy chảo từ cá đi. Ngon thế. Chỉ còn 2 cái. Rồi. Giờ bọn mình đang đi ăn xong rồi nhưng mà không biết sao nó mất mưa rồi mọi người. Nên là chả đi ra được khỏi cái chỗ này luôn á, khổ ghê luôn á. Ok anh em nha. Ừ, với cái ảnh của thanh niên không cảm xúc này anh em ạ. Thì chuyến đi này mình cảm thấy là nó cũng khá là bất ổn. Nhưng mà tạm thời mình thấy cũng được. Ủa là sao? Nói gì thế? Nhưng mà nói chung là tìm sắp hết rồi. U là trời. Tìm mình về quê. Còn chơi được nữa, còn là buổi chiều nay cơ mà. Về nhà mẹ. Còn đây là con đang quay vlog luôn à? 300.000 đấy, không cần dụng, không cần vé hơi phí. Đây là idol quan con, eo, kinh vãi. À, mà xem chiến tích của thằng đấy lên tủ phim xin nha. Đây. Lâu rồi nha, giờ mời đi ăn nha. Rồi. Đi dạo, đi kiếm đồ ăn nha. Con. Đi heo ăn con nhé nè. Ok anh em, còn mình là cha xăm men anh em nhỏ. Mình đã từng làm ship và bây giờ mình đã đi nói chung là ở gì đâu? Ở gì đâu? Đi chưa đi mà. Nói chung là anh em 10 giờ đói rồi cho mình. Từ làm ship mà bây giờ chuyển xuống làm cameraman luôn anh em. Cảm giác thật là cái thì tụi mình ở đường Tổng Duy Tân anh em nhỏ. Ngoài sau này là chỉ của Linh và chỉ của Quỳnh và bạn của Quỳnh. Đây xe chạy cách thứ quay đấy. Hà Nội thật là
Nói chung là nhiều xe các bạn ạ. Trời ơi. Chứ bây giờ mình còn để CCTV nữa thì mới đi được anh em ạ. À. Ở quán này. Thôi vô ăn quán này đi. Hay là ăn quán hôm qua quán nhỉ? Ăn là quán hôm qua đi. Ừ, quán hôm qua đi. Ngon cực. Đi. 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 Đi luôn kìa, đi. Đi quay đi trước, kêu ra, kêu trước. Kêu ra đi sau. Mình quay thật là cực khổ các bạn ạ. Mình nói chung á, là mình... Thì mình không có áo ngoặc thì mình cho mượn nhé. Thật đúng rồi. Mình từ làm một CL, bây giờ mình đi làm caramel để mà ăn cơm chó. Trời ơi. Cho no ấy. Bây giờ mà có gì ăn cơm chó đợi nhé. Thiệt khổ. Quay tiếp nè. Anh em thấy đường dép đẹp không? Đẹp không? Úi giời ơi. Cô đè thế thì không ăn nó là đàn. Mắt ngủ chưa mắt luôn. Caramel. Chủ tịch bây giờ làm caramel rồi. Chủ tịch đi vlog cho mấy thứ rồi. Thật khổ. Con nào đây? Đúng là cái làng của Hà Nội. Nói chung mình không ăn cơm chó này anh em ạ. Mình đi quay linh tinh. Vừa đây idol của anh con. Của anh con giáo mình làm nhỏ. Đấy, ngã thẳng bong. Ủa sao lại đi bên đấy? Ủa sáng, mình hồi tối mình đi đường này mà. Ừ. Ủa hì. Lạnh vãi. Đây là Thiên Si TV mọi người nhỏ. Trời ơi, lạnh. Thì mọi người ơi, bây giờ bọn mình đã đến điểm ăn rồi mọi người. Bây giờ kiểu ăn kiểu gì đó, phở Hà Nội nhá. Ngon lạnh lắm anh em ơi, nó nóng 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 ấy. Kiểu giờ đang trời lạnh đấy mọi người. Lạnh quá anh em ơi. Ai sân ra chị. Sáu tái 29 vào nhá. Nè anh em. Bạn ơi Linh ơi chứ đi. Này, quan. Đây là cơm chó đi, khỏi ăn tay. Cái tái này. Cái tái chị. Chị mà. Tái mà. Chị. Ăn đi. Đây là phở Hà Nội nha mọi người. Ngon đấy nhá, giờ trở lại em nó là bao nhiêu. Ừ, rất có mọi người nhìn này. Review nào, review nào. Hello anh Quang con, ăn cái gì đây? Ăn phở bò tái. Xin gì? Thì đây có mọi người. Đây nhá mọi người. Quê tê, ăn gì đây? Đến Hà Nội ăn phở bò đường tàu. Phở bò đường tàu nhá mọi người. Đây. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy. Mọi người thấy chưa? Đây. Đó. Đây đây. Thôi bây giờ mình ăn thôi. Mình ăn nhá, tí ăn xong rồi tiếp. Nếu mình sẽ quay tiếp. Mời anh em, mời anh em nhá. A few minutes later. Đây là khi bé Quỳnh đi rút tiền ra nhá mọi người. Mọi người ơi, mình vừa rút tiền xong. Rồi nhiều thế, cho ít, cho xin ít. Ôi rồi cầm bye bye quạt quạt. Có phất lọc đấy mọi người ạ. Thầy đâu mọi người. Cho em tiền nhá. Ok mọi người nhá. Bây giờ mình đi đâu nhở? Mới đi, gần bây giờ đi mua quà, mua đồ. Ừ, mình sẽ đi mua quà, mua đồ về để cho bố mẹ em mọi vâng. Người. Giờ chuẩn bị đi mua ấy mọi người. Đây là khi bọn mình đi chơi 2-3 ngày về. Bây giờ chuẩn bị đi về nhà mọi người ơi. Về nhà Quỳnh nhé mọi người. Ai đây? Đây là ai đây? Đây là vợ. Chuẩn bị đi về. Có gì đâu. Ôi dồi, nhìn là ra xem đồ nào. Như một đống đồ này. Đi nữa xem nào. Ồ, cái đồ này.
mình cút cho mình đi. Mệt mỏi. Bỏ cái đồ thôi lắm. Chuẩn bị chia tay anh em rồi. Bye em nhé. Rồi anh em nhé. Hẹn gặp lại nhé. Hẹn gặp lại. Các bạn đi trắng trắng của bên bye bye nhé. Về đây. Bye bye. Bye chồng nhé. Bye mọi người nhé. Mình đang cũng phải là gì nữa, lạnh như chết rồi. Có lại. Hello mọi người nhá, mình Phú Lầu Gam Minh đây. Thì người đang quay cho mình là bé Quỳnh nhá mọi người. Bây giờ mình sẽ về nhà bé Quỳnh với mọi người. Bây giờ mình đang đợi xe. Chả biết là xe nó tới bao lâu nhưng mà mình đợi một tí nữa sẽ tới nha. Ok. Đợi tí nha. Khi nào về nhà bé Quỳnh mình sẽ đi phá nha. Ở đây là cái gì nhỉ? Bến xe Mỹ Đình. Bây giờ mình sẽ về nhà mọi người ơi. Này, đây là Vinh VT VDA nha. Đi về là Vinh chơi bắt trước review heo nha. Đoạn này mình sẽ review phòng của bé Quỳnh nha mọi người. Rất là xịn sò đấy. Nói chung là hết rồi. Người đi mấy bài clip mấy bài người nha. Vẫn với anh cứ tê dọn theo em từ xa. Rồi vai nhìn thấy những điều anh chẳng muốn nhìn ra. Là khi anh thấy một chàng trai vây quanh em. Còn anh chỉ biết lóng ngóng em từ đằng xa. Hờn ghen mà chẳng có quyền chi.